Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thấy Laptop. Mình là Thành Thông và kế bên mình đây là một em màn hình siêu cấp VIP Pro, nhưng mà giá cũng VIP Pro y chang luôn. Đó chính là MSI Pro MP273P và một em màn hình với kích thước là 27 inch, độ phân giải Full HD và tần số quét là 75Hz. Và ngoài ra nó còn có rất là nhiều cái thông số mà đã khiến cho bạn phải kinh ngạc trong cái mức giá này luôn nha. Rồi ok, em máy này bên trong nó có gì cũng như là nó VIP Pro ra sao, mình khen từ đầu intro như vậy. Hãy cùng mình đến với chi tiết em này sau intro nhé. Điều đặc biệt nhất của em này có lẽ phải kể đến là thiết kế. Một thiết kế cực kỳ hiện đại luôn mọi người. Năm 2023 rồi, mọi thứ đều mỏng. Viền hai bên, viền trên dưới rất mỏng. Ở dưới chúng ta còn sẽ có một cái logo MSI rất là đặc trưng nè. Và còn phần mặt lưng thì nó sẽ hơi dày một xíu, nhưng mà không sao mọi người, 27 inch mà, mình không có màng tới vấn đề này. Và nó là cái phần chân trụ nè, cũng như cái phần màn hình nè, khi mà mình nâng hạ lên nó cũng tạo cho mình một cái độ ngầu nhất định nha. Đấy. Thì ngoài cái việc nâng hạ ra thì chúng ta còn có thể quay được là 90 độ đó nha mọi người. Đây, quay thử cho các bạn coi nha. Đó. Và hồi nãy cũng đã nói về phần mặt lưng rồi thì chúng ta sẽ nói về cổng kết nối nha. Ở đây chúng ta sẽ được trang bị một cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một jack cắm tai nghe 3.5 và một cổng nguồn. Và cái điểm cộng của em này đối với những anh em đam mê setup á, đó chính là em này có hỗ trợ chuẩn VESA để cho các bạn gắn cái amp vô. Những anh em nào mà thích build góc setup gọi là gọn gàng mà không cần tốn quá nhiều diện tích thì có thể bỏ luôn những cái chân đế này và có thể gắn luôn những cái amp để cho thuận tiện cũng như là dễ dàng xoay màn hình như thế này. Và trọng lượng của em màn hình này mà khi mà gắn vô chân đế nữa thì sẽ là 7.6kg. Phải nói là một cái mức cân nặng nó khá là cao đấy mọi người. Nhưng mà đừng lo, khi mà các bạn setup thì các bạn chỉ cần để một góc thôi mà, đúng không? Nhưng mà nếu anh em mà dùng màn hình này mà hay kiểu mà một tháng đổi nhà một lần hay là mấy tháng chuyển dọn lần thì sẽ hơi phê đó nha. Thiết kế đấy hiện đại đẹp như vậy rồi, vậy thì công nghệ màn hình của nó sẽ trang bị những gì? Hãy cùng mình điểm qua nha. Em nó sở hữu kích thước là 27 inch, độ phân giải là Full HD, tấm nền IPS, tần số quét là 75Hz và thời gian phản hồi là 5ms. Ngoài ra em máy còn được trang bị những công nghệ màn hình như là giảm ánh sáng xanh, anti flicker, eye care, AMD freezing và chống chói anti glare. Và khi mà mình trải nghiệm em này với số lượng màu là 16,7 triệu màu, với một mức giá chỉ nhỉnh hơn 4 triệu một xíu thôi mà các bạn được sở hữu một em màn hình với kích thước là 27 inch cũng như là 108% sRGB, thì em này không chỉ phù hợp với lại nhu cầu gia đình mà nó còn phù hợp với lại cả những các bạn mà đam mê thiết kế, đam mê chỉnh sửa hình ảnh trên laptop. Và các bạn chỉ cần mang laptop nha, cắm vô em màn hình này và chỉnh sửa trên màn hình này phủng phê luôn. Và còn một cái ưu điểm nữa của màn hình 27 inch này là nó sẽ mang lại cho bạn một cảm giác là nó sẽ nhỏ hơn một xíu so với lại 32 inch. Nó không có quá to đó mọi người, nhưng mà cái góc nhìn của nó sẽ mang lại cực kỳ lớn khi mà các bạn ngồi đúng tư thế cũng như là đúng khoảng cách. Và khi mà mình nhìn xiên, nhìn dọc, nhìn vẹo như thế này thì cái độ hiển thị màu của nó sẽ không lệch luôn mọi người. Đó, khi mà mình nhìn thẳng này so với lại mình nhìn nghiêng này thì màu sắc của nó không hề bị bóng cũng như là nó không hề bị sạm hay là bị tối dần khi mà mình thay đổi góc độ. Và khi mà mình trải nghiệm em màn hình 27 inch này khi mà mình coi phim hay là YouTube á thì nó là rất là đã rồi. Góc nhìn của nó rộng nè, cũng như là màu sắc của nó sẽ được tươi tắn hài hòa nè. Nhưng mà có một nhược điểm, đó chính là cái độ tương phản cũng như là độ sáng của em này nó không được cao. Nó sẽ khiến cho những màu sắc mà sáng này nè nó sẽ không có được tươi tắn hơn so với lại những cái gam màu trung tính, hoặc là những cái màu tối này nè nó sẽ không có sâu. Đấy, nó sẽ khiến cho các bạn có một cái cảm giác nó hơi bình thường và nó không có được đã con mắt cho lắm. Nhưng mà thú thật với các bạn là mức giá trên 4 triệu một xíu thôi thì màn hình 27 inch nè, rồi độ phủ màu cao nè, cũng như là cái tần số quét cao 75Hz cùng với lại AMD freezing nữa. Một nhược điểm nhỏ nhỏ là cái độ sáng của nó không được cao cho lắm thôi, nhưng mà mọi thứ khác nó đều ổn áp cả. Và ngoài ra tác dụng của 27 inch nó còn giúp cho mình có thể edit cấp kết cũng như là dựng video, dựng trên Premiere hay là kể cả là chỉnh sửa hình ảnh nữa luôn. Và ở đây mình thử edit cấp kết cho các bạn coi nha. Nó sẽ thể hiện những cái thanh công cụ nó sẽ rộng hơn cũng như là phần preview nó to hơn khiến cho các bạn có thể edit nó dễ dàng hơn nè. Và mình kéo cái thanh timeline cũng như là mình có thể bật coi những preview của những cái video nhỏ khác nhau cũng dễ hơn nữa. Thì ngoài cái việc edit cấp kết ra thì giải trí với những tựa game như là LOL hay là đá FIFA hoặc là chơi những tựa game thế giới mở thì trên màn 27 inch này thì tuyệt vời rồi mọi người. Và đó là tất cả những trải nghiệm của mình về MSI Pro MP273P này. Các bạn có thấy một em màn hình với mức giá chỉ nhỉnh hơn 4 triệu mà mang lại cho mình được rất là nhiều thứ khi mà các bạn sử dụng trong công việc cũng như là giải trí gia đình, hay là các bạn còn có thể sử dụng nó để chỉnh ảnh, thậm chí là chơi game, thì em này có xứng đáng với mức giá là 4 triệu hay không? Em nói nó có những cái điểm nào mà khiến các bạn còn phải băn khoăn hay không? Thì đừng quên để lại các bạn trong phần comment bên dưới nha. Và thú thật với các bạn luôn, khi mà có trên 4 triệu mà lựa chọn một em màn hình 27 inch mà phục vụ cho việc chơi game, chỉnh ảnh này nọ thì mình xúc luôn em này liền luôn nha. Thì không so sánh với lại những em màn hình gaming có tần số quét cao nha. Mình nhu cầu của mình là màn hình to nè, rồi đẹp nè, tần số quét cũng hơi cao một xíu nè, màu sắc nó ổn áp, thì đây em màn hình này best choice. Và đấy, nếu mà các bạn thấy video này hay, đừng quên cho mình một like, share và subscribe cho kênh Thấy Laptop. Mình là Thành Thông, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.